Anh nuôi nhiều không? Chục con. Chục con. Nay hết tuần không? Em cũng nuôi. Em ông Tài nuôi. À. Nuôi cá. 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 Nuôi cá. Vâng. Ở đâu? Ở dưới hồ ấy. Dưới hồ câu hồ nào cũng nuôi. Mua về để nuôi cho nó lớn. Nó cứ không sâu rồi được, đừng nhặt củ sâu nhá. Đấy 4 cân khoai đấy, 4 cân đấy nữa thôi. Cần 5 cân rồi mà. Nhiều hơn chả lấy đâu. Tại cái này về chỉ câu mà có ăn được đâu. Ăn toàn sơ mà. Cái này ăn toàn sơ mà nó cũng ngọt mấy đâu mà. Và cái đợt rồi mua cây khoai tím tím sơ sơ đấy mà có mấy nghìn mấy nghìn cân. Chào anh em quen lại mấy cả cái bài thánh ủ của Thánh Câu Lục. Đây là 4 kg cám gạo. Đây 4 kg cám gạo này. Ok. Và 5 cân khoai lang. Đấy, lúc lấy tôi vừa mua ở chợ đấy. Bây giờ gọt vỏ đi. 4 cân cám ngô. Và một chút bỗng rượu 3-4 cân gì đấy, bỗng rượu nó chỉ là thơm. Ok, giờ tôi sẽ đi tiến hành tôi ủ tiếp, tại vì cái ổ hôm trước là đến chủ nhật là mấy em tổ chức đi chắc chắn là sẽ hết. Tôi làm bây giờ tôi sẽ chế biến, tôi sẽ làm luôn. Tôi ủ để thời gian sau còn đi được. Bây giờ vẫn như mọi khi thôi. Tôi sẽ gọt khoai lang. Cái bước gọt khoai lang này hôm nay tôi sẽ không quay nữa. Khi gọt xong thì tôi sẽ quay. Để mà đỡ mất công anh em phải chờ lâu. Đây anh em, khoai lang gọt thì cứ chỗ nào dím sâu thì anh em cứ bỏ hết ra thôi. Gọt luộc lên như bình thường. Luộc cho nhiều nước một chút để sẽ luộc tí lấy luôn nước để trần ngô. Rất chi là tiện. Ok. Đây anh em. Khoai tôi đã gọt xong hết rồi. Đây cho vật xong này. Bây giờ chỉ việc luộc thôi. Đây, sâu dím rồi các thứ này. Đấy, bây giờ chỉ cần luộc khoai xong. Trần ngô bóp vào trộn đều lên thế là ok. Nó chỉ là đơn giản. Không có gì phức tạp cả. Hôm nay tôi mua hơi nhiều. Dư ra đây nữa này. Dư ra đây mấy củ này. 2 4 5 củ. Đây. Vừa mới bỏ lên bếp thôi. Khoai chín là được. Rất chi là đơn giản thế này mà nhiều anh em cứ lười làm. Có những bạn thì muốn hỏi luôn chứ cũng không cần ngồi xem video. Đấy. Vâng anh em, trời nó sắp tối mất rồi.
5 giờ hơn chiều rồi nên là tôi phải tiến hành nhanh. Giờ tôi đun nước và bây giờ tôi sẽ cho ngô ra đây để tôi trần. Cần phải trần cái ngô này trước. Tí khoai bóp sau. Nhưng có thể tối mất. Những cái túi này cất đi để khi nào trộm thính anh em lấy đi để trộn thính này, cất đi. Đây, 4 kg cằm ngô. Quay chắc còn vẫn chưa chín đâu, cổ to lắm. Khoai ít nhất phải 30 phút nữa mới chín cơ. Tôi trần ngô trước. Đây, nước sôi rồi. Khả năng vẫn còn thiếu nước kìa. Thiếu nước chắc chắn à. Dở. Cứ đun thêm nước rồi. Một siêu nước to đấy mà vẫn chưa đủ. Ai da. Anh em, trời đã tối mất rồi. Đây tôi phải mang ra đây tôi quạt cho nó nguội. Quài đi. Ai. Khá vất vả. Mày mắc vào đâu? Em cầm gì không? Không, em là rau xong rồi. Anh không nấu mà. Quay đi. Cầm ngang hay cầm dọc? Đảo mất cái gì cầm này. Chưa có mặt anh ra đừng quay được. Đây, anh lên. Anh quay video ấy chứ. Đứng à, lên mạng quay trực tuyến luôn. Đâu anh quay của YouTube. À YouTube á. Mày thấy mặt quay cả cái mặt tao à? Không. Đứng ở kia. Ngoài kia, đang ngoài kia. Đứng ngồi bên kia nào. Đứng đây là đứng đây cho thấy cả cái này. Không quay mặt anh đây. Đây, đứng ngồi cái chỗ này sao? Món này món gì anh? Mồi à? Mồi
bóp cho hết quay ra đảo đều lên với nhau. Em ngồi đây này, em ngồi đây quay cho nó sát sát vào, xa quá bật quạt một lúc mà nó nóng quặp vào tay. Quay mà nó có thời gian luộc tí nữa nó chặt ra thì nó đâu phải bóp bóp lúc ngoài rồi là tay. Anh không đeo bao tay vào. Nghe đây nha. Xin điện thoại lên tí. Ui. Không quá. Đấy tuyển. Tuyển dụng được cu đệ ngồi quay phim. Ngọt ngọt. Ngô Trần xong rồi. Ngô Trần xong rồi. Đấy, em cho xích máy ra bên này này. Đấy rồi. Ngô Trần xong rồi, bây giờ bóp khoai ra. Trộn một cắm gạo nữa, bỗng nữa. À, lại cho thùng ngủ thôi. Vậy. Một thùng thính nền. Ăn tốt, toàn đồ chín đấy. Ngô chín rồi, quả anh chín rồi. Đó. Đây, 4 cân cơm gạo này. Em đứng cao lên thì... Đầy bố một cái thùng. Thank you.
đầy mà khó chủ. Đây, quay đây. Hai bóng rượu. Bỏ vào cho nó nhão cho nó dễ trộn. Gần đẹp khỏe lắm mọi dưới cả tay. Bốc tạm ít ra đây nó dễ trộn. Em cho thêm ít hạt tiêu một nữa, cho ít mì chính nữa. Là hồi đấy mình dầu, hết mình dầu rồi. Đừng cho xì dầu. Dầu nhỉ. Bố chú bác anh à? Ừ. Mấy mì chính. Đều chưa? Rồi. Này, chỗ này trên này. Cái này thức ăn cá mà ăn nhỏ và vầy vầy vậy. Cho cá cạnh đúng không? Hả? Cái này là sau làm cho ăn này đúng không? Cái mà
ăn cho cá mà ăn ngắn ngắn ấy. Cá ngắn là cái gì? Cái thức ăn cái này ngắn ngắn vậy mà hay cho cá con ăn ấy. Nó mồi đi câu mà có phải để nuôi cá đâu. Chứ sau thì ngắm vào câu cho được. Ừ? Sau gắm vào câu cho được. Làm cái gì nhỉ? Mày cứ ở đây dài dài thì mày biết. Chuyện anh Hậu nhảy thì Hậu có ao à? Ao nhà thì làm đéo gì phải mồi. Làm cho nó ăn. Một tuần một lần thăm là anh mừng. Đây phụ thính ủ hôm nọ còn này. Đây, chủ nhật mấy thằng em nó bỏ đi sang bên Đông Anh. Thằng nào đi thì nó cũng hết rồi, xúc cái này ra. Tính cũ này, nhìn này như cháo này, ở dưới này nó nhão gần như cháo này. Rồi cho thính mới lên, khỏi cần lau thùng luôn. Lại thả thính rồi. Đấy anh em cho nó đừng có đầy thùng quá này. Nếu cho đầy thùng quá nó mấy ngày nữa nó nở nó bị bung nó tràn hết ra ngoài. Thì cơ hả? Thì thế hả chú? Chú. Lôn con này nó đang làm thính mà con bé nó ngồi nó móc cái háng. Móc cái háng luôn đấy chứ là. Đấy. Rồi xong rồi đây rồi.
giờ đây là cái thùng thính cũ này. Đây số lượng đây là thính cũ này. Và tôi cho lốt một số này. Tôi cho thính mới ở bên dưới. Cho thính cũ ở trên. Vì cái thính cũ này có thể là lôi ra, sắp lôi ra sử dụng. Thùng này ngâm bao lâu ngày là được anh nhỉ? 15 ngày ạ. Mà bao nhiêu ngày là hết? Câu nhiều câu ít, câu không câu ít không câu cả năm nhưng mà vẫn còn. Đấy, cái thính cũ tôi đốt xuống dưới này. Ôi này, đừng cầm dọc điện thoại thôi, hỏng ăn rồi. Quay dọc điện thoại lâu chưa? Không, mới đây. Tôi cầm ngang. Đấy, thính cũ này. Để dọc thì nhá. Đi nào thì ra. À, đăng lên là nó bé hơn đúng không? Đấy, thính mới trên. Mới câu được rồi, trên thính cũ dưới. Mới này để mình kia sử dụng. Cứ quay. Thấy hậu lên hình không? Em quay lên trên sóng tí nè. Béo lên hình không? Quay lên hình này. Đấy, hậu này. Mấy mình quay tạo nhà mày đi. Ở đấy thôi. Có rẻ em vừa nhìn thấy rẻ xong nhá. Cái tô bóng nó bẩn quá. Anh em lấy cái bóng đậy kín lại cho nó lên men. Đậy ở đây chặt lại cầm ngang rồi cắt đi. Được rồi, cảm ơn các vị. Xem cho cháu quay mặt vào đây mới nào. Đây con này chưa trồng. Anh em đứa nào thích thì nhích nó đi, 18 tuổi. Ôi. Thôi cái này. Em chưa 18. Thằng này thì năm nay 88 tuổi. Nó đang hoành đây, hoành đây cho nào. Này, thằng này đầu bếp chuyên nấu ăn nhạt. Con này đầu bếp thì chuyên ăn ngon. À đây. Ngon. Nấu xong con cá nấu giấm xong mà nhìn giống như kiểu đi say mẻ, trông gớm chết mẹ được. Anh quay cho xí mà anh được. Bấm lại tiếp. Chú Tuấn không bao giờ dám quay mặt chú Tuấn luôn. Vì chú ấy quá xấu. Chú xấu hay không chú biết, đấy đeo ai vừa. Người thì đã tạ mốt rồi còn vừa nấu ăn vừa ăn cơm vừa ăn vụng thế này thì sẽ đeo nó. Sao mà nó chẳng gầy. Thôi mà. Anh nhìn xinh vết này, ướn ngược ra là xem hàng hiếc các thứ quảng cáo cho anh em. Không có. Đây cuốn này, để đâu rán này. Đấy, xoài hàng khủng này anh em, hàng khủng Hà Nội. Cảm ơn điện vào đây các chú nhây. Em đã 10.